Mình đã vừa sử dụng cái Hello Window trên chiếc Dell Latitude E5491 này anh em ạ. Chiếc máy này nó có cái bảo mật nhận diện khuôn mặt cực kỳ nhanh, và anh em sẽ không cần phải các cái thao tác gõ phím nằng nhằng nữa. Giờ đây anh em chỉ cần cài nhận diện khuôn mặt vào, và con máy thì nó nhận diện rất là nhanh, rất là tuyệt vời luôn. Trên tay của mình đây là chiếc Dell Latitude E5491 phiên bản kế nhiệm của chiếc 5490 anh em nhé. Và 5491 thì nó chạy chip hệ thứ 8 rồi. Phiên bản này nó sẽ có chip i5-8300H và 8400H. Còn phiên bản ngày hôm nay của mình là i7-8850H anh em nhé. Con chip này là chip mạnh nhất trên laptop năm 2018 rồi, mà nó lắp cho một chiếc máy văn phòng như này, nên anh em mà dùng con máy này dùng các cái thao tác đa nhiệm thì cực kỳ sướng này. Ví dụ như là con máy này anh chị em nào mua về làm văn phòng, mở các file Excel lặng này, hay làm các cái phần mềm đồ họa như Photoshop, AutoCAD thì con máy này quá là thoải mái luôn. Một chiếc máy rất là phù hợp cho chị em nào dùng văn phòng, nhất là các kế toán trưởng mà dùng con máy này thì cực kỳ ok. Mình nói qua một chút về chiếc 5491 anh em nhá. Vỏ máy thì làm bằng nhựa nhưng mà cực kỳ cao cấp. Mặt C này sẽ làm bằng mặt tí tay này được làm bằng hợp kim nhôm magie. Và nó được sơn một lớp sơn đen sờ rất là sướng tay, rất là mịn. Đây, anh em có thể thấy này. Tổng thể máy thì vẫn là một cái tông màu đen chủ đạo từ trước đến nay rồi, anh em có thể nhìn thấy đây. Đằng sau thì có một cái logo Dell và sẽ không có một cái thiết kế nào khác, mà nó chỉ là một màu đen mà nhìn nó rất là hiền. Nói chung là nó không có cái vẻ màu mè nhiều lắm anh em ạ. Mở máy ra thì anh em sẽ nhìn thấy là một cái màn hình mà viền nó vẫn hơi dày một chút anh em nhé. Từ năm 2018 thì các hãng đã phát triển cái viền màn hình mỏng, nhưng mà chiếc 5491 này ra mắt để phục vụ cho nhu cầu công việc. Chính vì vậy mà anh chị em mang đi mang lại nó chống qua được cực kỳ tốt này. Anh em có thể thấy mình vỗ đó. Đây là mình làm review cho anh em thì mình được thế thôi, nên anh em dùng thì không nên quá lạm dụng nha. Màn hình của chiếc máy này là màn 14.0 Full HD, độ phân giải là 1920x1080, nhưng độ sáng của nó thì cũng không được cao đâu anh em nhé. Và độ phủ màu của nó thì chỉ đủ dùng thôi, cho anh em dùng văn phòng thôi. Nó sẽ không phù hợp cho anh em nào mua về để dùng Photoshop hay là làm Premiere đâu. Bởi con máy này màu nó cũng không được gọi là xuất sắc cho lắm. Về cái điểm thích nhất trên con máy này đó chính là trải nghiệm trên bàn phím. Và cái bàn phím của nó thì anh em có thể thấy này, layout của nó khá là rộng và hành trình phím thì rất là sâu. Đồ này tốt, độ phản hồi nhanh, phím thì cũng hơi cong ôm đầu ngón tay. Và đặc biệt là anh em có thể thấy là cái tiếng của nó rất là êm, không có tiếng động gì cả, rất là sướng luôn. Và anh em có thể nhìn thấy ở trên cái phím này thì các cái phím điều hướng của nó làm rất to, rất là thoải mái. Nhưng cái phím Enter lại hơi nhỏ một chút anh em nhé. Đó là cái gì mình, tất cả những cái thứ trên bàn phím này mà mình cảm nhận được. Về touchpad của nó thì là touchpad đa điểm hỗ trợ Windows Driver Version. Chính vì vậy mà các cái thao tác cử chỉ vuốt này, anh em có thể vuốt 3 ngón xuống dưới để chạm về màn hình Windows, vuốt 3 ngón lên trên về các cái màn hình và chuyển 3 ngón này để chuyển các tab với nhau này, cực kỳ nhạy và cực kỳ chính xác luôn. Đó, vuốt xuống này, vuốt lên này, các thao tác của nó cực kỳ thích. Và các cái checking của nó thì cũng rất là êm anh em nhé. Và nó giờ dùng rất là sướng luôn này. Ấn này, anh em có thể ấn này, êm cực luôn. Và chỗ này anh em có thể nhìn thấy nó cắt hơi hõm xuống một chút, giúp cho cái checking này nó bằng với mặt và cảm giác bấm vẫn rất là sướng. Mà đặc biệt là khi anh em mở máy ra, nó có cái chỗ để anh em cầm tay vào đây mở ra này, rất nhẹ nhàng, rất dễ dàng luôn. Hiện đây mình sẽ nói luôn về cái bản lề của máy. Bản lề của máy là dạng bản lề hai trục và cực kỳ chắc này, gấp mở anh em có thể thấy này, vô cùng chắc chắn này, các góc này. Máy thì có thể gập ra 180 độ anh em nhé, rất là khỏe khoắn luôn. Mình nói luôn là con máy này mình rất là thích cái trải nghiệm trên chiếc máy, bởi vì nó rất là chắc chắn, một chiếc máy chắc chắn khỏe và có thể chống va đập rất là tốt nữa. Con máy này thì nó đảm bảo cái độ bền theo tiêu chuẩn quân đội MIST-810G, chính vì vậy mà anh em có thể làm việc trong môi trường bụi bẩn, ẩm mốc hay là gập mở thì nó vô cùng là tự tin thoải mái rồi. Về các cổng kết nối thì anh em có thể thấy cạnh phải của máy này sẽ có một jack tai nghe 3.5 kèm mic luôn, USB 3.1 Gen 1 hỗ trợ luôn cả sạc pin ở đây, anh em cắm sạc vào đây sẽ sạc được luôn này. Đây là khe, đây là cổng VGA, một cái cổng kết nối mà đã bỏ đi rất là
trên các dòng máy bây giờ người ta hay bỏ các cổng này rồi anh em nhá. Nhưng mà anh em mua con máy này về dùng trong các môi trường công sở ấy, văn phòng thì cũng dùng rất nhiều các cổng này, vì máy chiếu máy in của thế hệ trước vẫn dùng các cổng này rất nhiều luôn. Khe khóa máy này, khóa đây là khóa chống trộm anh em nhá. Anh em cắm cái chốt vào đây và khóa xuống chân bàn, đảm bảo con máy sẽ không ai lấy được điện nữa. Cạnh đằng sau thì rất là nhiều các cổng kết nối, mình rất là thích cái bố trí này bởi vì nó sẽ làm cho hai cạnh bên này rất là gọn gàng. Đây là cổng mạng LAN nội bộ này, tản nhiệt này, đây là khe SIM anh em nhá. Như mình vừa, anh em có thể mua một cái gạc quăn cắm vào và cắm SIM vào đây. Đây là HDMI USB 3.1 3.0. Ở đây là cổng USB Type-C hỗ trợ Thunderbolt. Đây là cổng 3.0 nữa. Và đây là khe thẻ SD. Khe thẻ SD này thì giúp anh em nào mà dùng làm YouTube hay là dùng chụp ảnh nhiều ấy thì rất là phù hợp này. Các máy này anh em mua về làm Premiere thì anh em dựng hình cơ bản vẫn rất là ok nhá. Màu của nó thì như mình nói là nó không được xuất sắc, nhưng anh em dùng con máy này vẫn rất là ok, bởi vì chip của nó là chip 8850H. Mình nói lại một lần nữa nhá, con chip này là mạnh nhất trên dòng laptop ở năm 2018, và đến năm 2020 này thì con chip này dùng vẫn quá là ok. Và mặt mặt sau thì anh em sẽ nhìn thấy sẽ không có một cổng kết nối ở đằng sau cả. Đây là các cái hub, đây là hút gió và để tản nhiệt cho CPU hoặc GPU. Còn đây là tản nhiệt của ổ SSD hoặc ổ HDD anh em nhé. Ở xuống dưới này thì sẽ có hai cái hốc loa, và mình sẽ mở thử cho anh em nghe một đoạn nhạc để anh em có thể cảm nhận được về con máy này. Ok, anh em có thể thấy là âm thanh con máy khá là hay đúng không? Âm rất là ấm và trong nữa. Chiếc máy này thì nó được option quả pin là 51Wh. Chính vì vậy mà anh em sẽ dùng được khoảng 3-4 tiếng anh em nhá. Bởi vì con máy này nó dùng chip HQ, chip i7-8850HQ, con chip 6 x 12 luồng cực kỳ khỏe. Do vậy mà cái hiệu năng của pin nó chỉ được khoảng 3-4 tiếng thôi anh em nhá. Về khả năng nâng cấp thì chúng ta sẽ mở chiếc máy này ra, và anh em nhớ cho mình là sẽ mở các vị trí ốc ở đây nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 con ốc này, và anh em chỉ cần dùng tô vít 4 cạnh. Sau khi vặn nó ra thì anh em nhớ ở chỗ này nhé, nó có một cái vị trí hõm ở đây. Anh em có thể dùng móng tay cho vào đây và bẩy mạnh ở dòng này lên, các cạnh này lên, và sẽ cậy được cái tấm này ra. Mở máy ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây chính là vị trí của pin này. Quả pin 51Wh, nó sẽ có tùy chọn pin cao hơn và nó sẽ mở rộng ra đây. Đây là do người dùng đầu tiên người ta sẽ đặt. Và anh em có thể nhìn thấy ở đây là ổ SDM2 và đây là ổ NVMe anh em nhé. Còn nếu anh em mà không muốn lắp ổ NVMe, anh em có thể lắp ổ HD ở đây. Nhưng anh em lưu ý một điều là con máy này chỉ có thể lắp được ổ HD hoặc là SSD. Nếu lắp SSD thì sẽ không lắp được HDD và ngược lại. Còn đây là vị trí của chip này, con chip i7-8850H cực kỳ mạnh ở đây, và tản nhiệt con chip ra đây. Đây là hai vị trí của RAM đang lắp sẵn một khe, và con máy này có thể tối đa được 64GB RAM anh em nhớ nhé. Và đây là thường thường thì sẽ kiếm RAM 32 rất là khó, thì anh em có thể cắm tối đa được 32GB, anh em cắm 2 thanh 16 là ok rồi. Đây là vị trí của cạc quăn này, anh em có thể mua cái cạc quăn vào đây, cắm vào đây và anh em sẽ dùng được SIM 4G. SIM sẽ cắm vào chỗ này anh em nhé. Anh em cắm từ đằng sau này ra này, không cần phải mở máy đâu. Đây có một khay SIM, ở đằng sau tí mình sẽ chỉ cho anh em rõ hơn. Ok, trên này bài đánh giá chi tiết của mình về chiếc Dell Latitude E5491. Và nếu anh em nào mà cần một chiếc máy làm văn phòng cơ bản thì con máy này rất là phù hợp. Như mình đã nói là chiếc máy này nó cấu hình của chiếc máy là i7-8850H, RAM 16, SD512. Các đồ họa nó là card on HD Graphics 630. Chính vì vậy mà rất là phù hợp với chị em nào mua về làm văn phòng, nhất là những kế toán trưởng hay là những người phải làm các cái tác vụ văn phòng nặng mà sử dụng chip đa nhiệm, hoặc là những anh chị em nào mua về để lập trình code thì con máy này cũng rất là phù hợp, bởi vì nó có một con chip cực kỳ khỏe và một cái bàn phím này cũng cực kỳ sướng nhá. Máy thì hiện tại đang rất là sẵn ở hai cơ sở bên mình, 101 Lê Thanh Nghị và 27 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Nếu anh chị em nào có nhu cầu mua một con máy như vậy thì có thể qua ngay laptop TC để trải nghiệm chiếc máy này nhá. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở laptop TC.